Mùa Tết sắp đến rồi mà có vẻ như vòng hai ngần mỡ vẫn làm khó các chị em quá nhỉ? Trong video ngày hôm nay, Móc Đẹp sẽ chia sẻ tới các bạn bí quyết giảm mỡ siêu đơn giản mà hiệu quả với một loại gia vị có trong mọi căn bếp. Đó chính là bí quyết giảm mỡ từ gừng. Hãy cùng khám phá ngay để đánh bay mỡ bụng bằng gừng với Móc Đẹp qua những nội dung sau. Vì sao gừng có thể giúp giảm mỡ? Các cách giảm mỡ bằng gừng đơn giản mà hiệu quả. Lưu ý khi giảm mỡ bằng gừng. Vì sao gừng có thể giảm mỡ? Gừng thì không chỉ là một loại gia vị quen thuộc trong nấu ăn, mà còn là bí quyết giảm cân tự nhiên được rất nhiều chị em phụ nữ truyền tai nhau nhờ vào hiệu quả của nó. Theo đó thì lý do khiến gừng có thể giúp giảm mỡ bụng thì đến từ hai hợp chất có tên gọi là gingerol và socaol. Những chất này thì không chỉ mang lại hương vị cay nồng đặc trưng của gừng mà còn có tác dụng phân hủy chất béo và ngăn cản mỡ tự nhiên phát triển. Cụ thể thì khi tận dụng gingerol và socaol từ gừng, trong quá trình giảm mỡ, chúng sẽ mang lại những hiệu quả như là thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Bằng cách kích thích sản xuất thân nhiệt, gừng giúp thúc đẩy cơ thể đốt cháy calo nhanh hơn, từ đó tăng cường quá trình trao đổi chất và hỗ trợ việc giảm cân một cách tự nhiên. Ức chế quá trình tổng hợp chất béo. Ngăn chặn sự hình thành và tích tụ mỡ thừa trong cơ thể là một ưu điểm nổi bật cần nhắc tới khi nói về tác dụng giảm mỡ của gừng. Bởi khi ức chế quá trình tổng hợp chất béo của cơ thể thì bạn đã có thể giảm cân thành công tới 70% rồi, vì nó giúp duy trì cân nặng của cơ thể luôn trong tình trạng ổn định và ngăn chặn năng lượng dư thừa chuyển hóa thành mỡ trong cơ thể. Giảm cảm giác thèm ăn. Bạn biết không, có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng gingerol và socaol thì có tác dụng làm giảm ham muốn ăn uống, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc kiểm soát lượng thức ăn mà bạn ăn hàng ngày. Từ đó, hành trình giảm cân thành công cũng tiến gần hơn một bước. Đặc biệt, bên cạnh những lợi ích trực tiếp liên quan đến việc giảm mỡ, thì gừng còn là một loại dược liệu được sử dụng phổ biến trong y học dân gian với nhiều công dụng khác nhau như là chống viêm, chống oxy hóa, bảo vệ sức khỏe tổng thể nữa. Vì vậy thì có thể nói rằng, sử dụng gừng không chỉ giúp bạn cải thiện vóc dáng mà còn hỗ trợ đẩy lùi nguy cơ mắc các bệnh mãn tính về tim mạch hay là tiểu đường nữa. Chính vì vậy mà gừng trở thành một nguyên liệu không thể thiếu trong hành trình giảm cân và duy trì sức khỏe của nhiều chị em phụ nữ. Các cách giảm mỡ bằng gừng đơn giản mà hiệu quả. Hiện nay người ta hay truyền tai nhau rất nhiều cách để giảm mỡ bằng gừng. Nhưng trong video ngày hôm nay, Bóc Đẹp sẽ chia sẻ với bạn một số cách giảm mỡ bằng gừng đơn giản nhất mà hiệu quả thì cũng không hề thua kém đâu nha. Thứ nhất, massage giảm béo với rượu gừng. Massage với rượu gừng thì không chỉ là một cách giảm mỡ sáng tạo mà còn là một trải nghiệm thư giãn vô cùng dễ thực hiện. Sự kết hợp giữa rượu gừng và những động tác massage nhẹ nhàng thì có thể mang lại nhiều lợi ích cho quá trình giảm cân và cải thiện vóc dáng. Cách massage giảm mỡ với rượu gừng. Thứ nhất, chuẩn bị rượu gừng. Rượu gừng thì không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn chứa các thành phần kích thích cường độ lưu thông máu, tăng cường sự đàn hồi của da nữa. Nên để giảm mỡ với rượu gừng, bạn sẽ cần phải chuẩn bị rượu gừng nguyên chất nhé. Thứ hai, massage nhẹ nhàng. Lấy một lượng nhỏ rượu gừng thoa lên vùng bụng hoặc là các vùng muốn giảm mỡ. Tiếp theo, bạn thực hiện các động tác massage nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc với đầu ngón tay hoặc là bàn tay. Thứ ba, thư giãn trong khoảng 30 phút. Sau bước massage, bạn có thể nghỉ ngơi và thư giãn trong khoảng 30 phút. Nằm chờ cho rượu gừng được thấm sâu vào trong da, kích thích hoạt động đốt cháy mỡ và tăng cường tuần hoàn máu. Thứ tư, tắm lại bằng nước sạch. Sau khi đã hết 30 phút nghỉ ngơi rồi thì bạn có thể tắm lại với nước sạch là được. Massage với rượu gừng thì không chỉ giúp kích thích lưu thông máu đâu, mà còn là một biện pháp hữu hiệu cung cấp các dưỡng chất tự nhiên từ gừng thẩm thấu trực tiếp vào da, giúp da đẹp hơn này, giảm béo và đồng thời đem đến sự mềm mại cho làn da của bạn. Lưu ý là bạn nên thực hiện thủ thuật này thường xuyên để đạt được hiệu quả tốt nhất trong quá trình giảm mỡ nha. 2. Giảm mỡ bụng bằng nước gừng tươi. Uống nước gừng tươi thì là một quy trình giảm mỡ tại nhà vừa dễ làm lại vừa tiết kiệm. Đặc biệt thì theo kinh nghiệm giảm cân của Bóc Đẹp, phương pháp này còn rất dễ để áp dụng vào trong thói quen hàng ngày nữa cơ. Sau đây sẽ là cách để bạn có thể tự tạo nước gừng giảm cân tại nhà như sau. Bước 1. Chuẩn bị gừng tươi. Bước đầu của hành trình giảm cân với gừng chắc chắn sẽ cần bạn phải chuẩn bị một củ gừng tươi rồi. Với củ gừng này thì chúng ta sẽ rửa sạch và gọt vỏ, sau đó cắt thành những miếng mỏng để dễ nấu nha. Bước 2. Nấu nước gừng. Đặt gừng vào nồi, rót thêm vào đó một cốc nước, rồi đun sôi lên trong khoảng 10 phút để có thể chiết xuất hương vị và chất dinh dưỡng từ gừng. Bước 3 là lọc nước gừng. Sau khi nước đã đun sôi thì bạn có thể tiến hành tắt bếp, đợi cho nước gừng nguội. Tiếp theo chúng ta sẽ lọc lấy nước gừng bằng cách là sử dụng dây hoặc là phin lọc để loại bỏ bã gừng cho dễ uống nha. Bước 4. Thêm đường hoặc là mật ong tùy thích.
Để nước gừng thêm phần ngon miệng thì bạn có thể thêm vào đó một chút đường phèn hoặc là mật ong, tùy theo khẩu vị cá nhân của mình nha. Tuy nhiên thì bạn cũng cần lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng mật ong và đường để bổ trợ thôi. Đừng quá lạm dụng chúng vì có thể gây ra phản ứng ngược, rất dễ khiến chúng ta bị mập hơn. Bóc đẹp thì hay sử dụng nước gừng nóng vào buổi sáng và sử dụng nước gừng như một loại đồ uống giải khát vào buổi chiều. Tuy nhiên thì tốt nhất vẫn là sử dụng nước gừng vào buổi sáng bạn nha. Bên cạnh hiệu quả giúp tiêu mỡ thì hương thơm và vị cay của gừng sẽ mang lại cảm giác sảng khoái, tràn đầy sức sống để bạn bắt đầu một ngày mới. Hãy bắt đầu ngay hôm nay với bí quyết giảm mỡ bằng gừng tươi, đơn giản để còn kịp đón Giáng sinh trong mùa lễ hội năm nay nhé. 3. Giảm cân bằng cách chườm muối gừng. Chườm muối gừng là một biện pháp giảm mỡ bằng gừng độc đáo, không chỉ mang lại hiệu quả giảm mỡ siêu tốt mà còn là một trải nghiệm thư giãn cực kỳ thoải mái nữa cơ. Cách làm muối chườm từ gừng. Bước 1. Trộn hỗn hợp muối và gừng. Chuẩn bị một bát tô cỡ vừa, sau đó bạn chỉ cần đơn giản là trộn đều các nguyên liệu như muối và gừng tươi giã nhuyễn lại với nhau là được. Bước 2. Massage lên vùng cần giảm mỡ. Thoa một lượng vừa đủ hỗn hợp muối gừng này lên vùng cơ thể có mỡ thừa, đặc biệt là vùng bụng hoặc là bắp đùi. Massage nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ để tốt nhất bạn nha. Bước 3. Thư giãn trong lúc chờ. Cuối cùng là nằm thư giãn trong khoảng 30 phút. Lúc này sẽ là khoảng thời gian giúp các hoạt chất trong muối và gừng thẩm thấu sâu vào trong da, kích thích quá trình đốt cháy mỡ và cải thiện độ đàn hồi cho da của bạn. Tuyệt đối không nên bỏ qua bước này đâu nè. Bước 4. Rửa sạch lại với nước. Sau khoảng 30 phút, bạn có thể rửa sạch lại vùng da đắp muối gừng với nước để loại bỏ phần muối và gừng dư thừa. Lúc này, mặc dù hiệu quả giảm mỡ có thể chưa rõ ràng, nhưng da mềm mại và mịn màng hơn thì rõ mồn một luôn nha. Lưu ý khi giảm mỡ bằng gừng. Bóc đẹp thấy rằng để đạt kết quả giảm mỡ bằng gừng hiệu quả và tốt nhất, quan trọng là bạn vẫn cần duy trì sự cân bằng giữa việc sử dụng gừng và chế độ sống lành mạnh. Dưới đây sẽ là một số lưu ý quan trọng khi áp dụng phương pháp này bạn cần chú ý như sau. Thứ nhất, kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện. Gừng sẽ là một công cụ hỗ trợ giảm cân hiệu quả khi bạn biết cách kết hợp nó với chế độ ăn uống cân đối và thói quen tập thể dục thường xuyên. Vì nói thật thì cho dù bạn có áp dụng 7-7-49 cách giảm cân nhưng không thể khóa lại miệng của mình và chịu đứng dậy vận động thì mãi không giảm cân nổi đâu nha. Do đó, kết hợp sử dụng gừng trong chế độ ăn uống dinh dưỡng và tập luyện điều độ sẽ giúp bạn thúc đẩy nhanh quá trình giảm mỡ, duy trì cân nặng ổn định trong thời gian dài. Thứ hai, kiểm soát lượng gừng sử dụng. Đừng vì thấy gừng có lợi ích cho việc giảm cân mà lạm dụng nó quá nhiều bạn nhé. Vì gừng thì có tính nóng, nên tốt nhất bạn chỉ nên sử dụng với một lượng vừa phải thôi, vì việc sử dụng gừng quá nhiều thì có thể gây ra các tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt là với những người có vấn đề về dạ dày hoặc là đang sử dụng thuốc điều trị bệnh. Và đó là toàn bộ những thông tin về cách sử dụng gừng trong giảm cân vừa an toàn vừa tiết kiệm lại hiệu quả. Nhớ rằng, việc giảm mỡ không chỉ đơn giản là việc bạn chỉ sử dụng mỗi gừng thôi là được, mà bên cạnh đó cần có sự kết hợp linh hoạt giữa chế độ ăn uống hợp lý và lối sống lành mạnh thì mới là chìa khóa chính cho một hành trình giảm cân thành công và bền vững nha.